Vâng, nhiệt liệt chào mừng tất cả quý anh chị cô chú đã quay trở lại với channel của em trong buổi chiều ngày hôm nay. Chiều ngày hôm nay thì em sẽ đến cho quý anh chị cô chú một chiếc xe nhìn tôi nói nó rất chi là đẹp, nó đẹp từ trong nó đẹp ra ngoài luôn. Với số tiền cực kỳ rẻ chỉ là 38 triệu đồng mà thôi. Và bây giờ mời tất cả quý anh chị cô chú cùng theo em kiểm tra về chiếc xe 38 triệu đồng này, coi em nó có những gì nha. Chúc cho là gia đình yêu thương của em có một ngày nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ và luôn luôn gặp nhiều may mắn, thành công trong mọi lĩnh vực và cũng như trong cuộc sống nhé. Trời ơi, ta nói nè anh chị ơi, nó đẹp đẹp kinh khủng luôn. Đó, 38 triệu đồng thôi là quý anh chị của chú sẽ sở hữu ngay một chiếc xe Beat Sinner sản xuất đời 2000, đăng ký là 5 chỗ ngồi với phiên bản là số sàn đồng sơn si, nội thất sạch sẽ, đặc biệt xịn sò. Chiếc xe này dung tích xi lanh chỉ là 1.3 não zin còn nha anh chị nha. Trời ơi, nước sơn nè anh chị, nhìn là như xe tiền tỷ luôn nha anh chị nha. Nước sơn là không thể gì mà chơi được, 38 triệu đồng thôi mà được một cái màu sơn màu xanh ngọc thì ta nói trời ơi nó rất là đẹp. Đây anh chị nhìn nè, hết hồn chưa, đây đẹp từ trong đẹp ra ngoài luôn. Có gì chê không quý anh chị? Nội thất nè không thể gì mà chơi được nè, tắp bi tắp lô này như không vân viết nè, cửa nẻo keo chỉ thì ta nói nó còn căng đét đẹp đẹp, cửa thì đóng rất là khít. Con xe này thì nói chung là dọn coi như là dọn huyết tâm luôn nha anh chị. À, nội thất nè rất đẹp, không thể gì chê được nha anh chị, đẹp lắm cả nhà ơi. Có 38 triệu thôi cả nhà, lên con xe này là anh chị lấy về tập chạy tập lái nè, che nắng che mưa chạy vòng vòng nha. Một số tiền anh chị nghe mà giật mình luôn, 38 triệu không thể nào mà dọn được một cái xe như vậy đâu. Cái này nước sơn zin ở trong còn luôn nè anh chị, nè keo chỉ nè, ok chưa bên chị. Nói chung nước sơn này là nước sơn lại nha anh chị nha, chứ không phải là sơn zin nguyên con. Rồi giờ bước vào bên trong cho anh chị xem, tắp bi tắp lô nè, ok chưa quý anh chị. Đó, kèo cột trụ A trụ B mà tao nói vân nó còn như dày nè, hết hồn chưa quý anh chị. Vô lăng nè, trời ơi nó nổi nè, đã không anh chị. Cái gì đẹp nhìn nó cũng sướng hết nha cô chú anh chị. Đó, chìa khóa nè, chìa khóa rin theo xe luôn anh chị, rin theo xe luôn nè. Đó, Beat Sinner rin theo xe luôn nha cô chú anh chị. Rồi giờ em sẽ nổ máy cho quý anh chị các bạn tham khảo nha. À, tay lái thì tay lái trợ lực rồi, đèn còi xi nhan đầy đủ các kiểu, con là điệu nha, côn số rất là nhẹ nhàng nha anh chị nha. Ở xe này thì anh chị lấy về tập chạy tập lái nha, che nắng che mưa chạy vòng vòng. Anh chị hỏi Duy ơi, một ngày chạy được vài trăm cây số mấy em? Dạ thưa cô chú anh chị, bao cô chú anh chị chạy từ Bắc Nam Nam Bắc luôn. Đèn bọng là anh chị không, đẹp không anh chị? Trời, cái màu sơn là anh chị nhìn là anh chị ghiền liền, em nói thiệt luôn, nó đẹp lắm, đẹp kinh khủng lắm. 38 triệu thôi đó, tiền ít thịt nhiều là đây nha cô chú anh chị. Còn máy này thì anh chị cứ an tâm, đây CMU là gọi là não zin của em nó vẫn còn. Con này là máy 1.6 gọi là full xăng điện tử, thì xăng cồ em nó rơi chỉ là 6 lít xăng trên 100 cây số mà thôi nha anh chị nha. Đó, cho chạy tẹt luôn là 7 lít nè anh chị thấy nè, tem zin nè, chờ ta nói nè, dằn giết vú bò mà nó zin nè, đinh tán nó còn hết nè anh chị thấy không, đẹp cực kỳ luôn anh chị, quá đẹp cho một cuộc tình luôn. Đó, keo chỉ thì còn căng đét, chỉ mỗi là nước sơn lại thôi, sơn lại mới đẹp, mình bọc tồn không nha anh chị nha. Kiểm định thì còn tới ngày 12 tháng 12 năm 2024 chúng mình mới gặp lại nhau nha anh chị nha. Xe thì 6 tháng đi đăng kiểm một lần và không hết niên hạn, đồng sơn si, chiếc xe này là không thể gì mà chê được nha anh chị nha. Gầm bệ cho anh chị xem luôn nha, đây hệ thống dàn phân gầm nè, trời ơi ta nói là đúng cái hàng nhập nè anh chị không, đã lắm anh chị. Gầm là bao đẹp, đẹp lộng lẫy, đẹp len keng, đẹp len sben luôn. Được bốn cái vỏ chiếc xe này em nó cũng còn khá là dày, 70-80%. Đó, mình bọng nè, form dáng Beat Sinner phiên bản là 1.3 nha anh chị nha, não rin CMU còn nha. Đó, 38 triệu đồng thôi là một sự lựa chọn cho anh chị sở hữu ngay chiếc xe này. Rồi quý anh chị của chú nào đúng tay đúng chân đúng cầu đúng nhịp muốn sở hữu chiếc xe này thì xin vui lòng alo cho em qua số điện thoại đó là 0798222220 hoặc là 0798022220 để em hỗ trợ và tư vấn thêm nha. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị một video sau.